Thì hôm nay em có một cái đơn hàng hoàn về. Con này là con bơm dầu ly tâm cảnh gạt. Đấy, thì bây giờ em sẽ kiểm tra xem là đây không hoàn về. Con này là con của bác khách, bác ấy dùng nhưng mà nó bị lỗi. Đấy, rồi bác gửi cho em bảo hành. Đó, thì bây giờ em sẽ kiểm tra xem mà nó bị như là vấn đề như nào. Đó, đây. Đấy, cái này nó bị méo rồi. Chắc là vận chuyển người ta rồi va đập nó bị méo cái này rồi. Đấy, thì bây giờ là em sẽ đầu tiên là mình cứ thử đóng đóng điện vào ra, cứ thử đóng điện vào ra xem là máy nó có chạy được không. Đấy, đầu tiên thì em cứ thử đóng điện vào nha nhá, để xem cơ bản tình hình là xem máy chạy được không này. Đấy, xong từ đó thì xem nó sẽ bị lỗi gì. Đây, đây cái nguồn của em này. Rồi, khả năng con này bị chập bên trong rồi. Đấy, giờ em phải tháo ra. Nó nẹt điện này là nghĩa là nó bị chập rồi. Chập gì thì chúng ta tháo ra sẽ biết là thật chập gì. Đó, thì để kiểm tra xem là chập gì mà tại sao chập. Cái mẫu này bác này về hút nước. Đấy, ra con này thì là chuyên hút dầu, không không hút nước ở đâu, nhưng mà em bác thì bảo là bác cứ hút ít thôi, lâu lâu bác hút tiện công việc thôi. Đấy, thế là bác vẫn quyết định đầu tư cái này để hút nước. Đó, vì con này nó không phải mồi ấy. Đấy, thì nó phù hợp với nhu cầu công việc của bác ấy. Đấy, thì bây giờ là em sẽ tháo ra. Đây, thực ra bác cũng tháo ra kiểm tra rồi mà chắc là không phát hiện ra bệnh hay là cho xỉ lưới được. Đấy, nó bảo đang chạy thì nó không lên nước. Đấy, thì đầu tiên này em sẽ bỏ cái chỗ công tắc này ra. Đấy, giờ là đấu trực tiếp vào chỗ này để không qua cái ổ công tắc này, để xem là ổ công tắc này có phải nó bị có vấn đề không. Nếu ổ công tắc mà không có vấn đề gì thì có thể khả năng con dây bên trong này nó bị chập ở đâu đó, hay là khả năng cái cánh nó bị kẹt. Đấy, cũng có rất là nhiều nguyên nhân, chúng ta sẽ thử thử các nguyên nhân. À, rồi rồi, bây giờ nhá, cái nguyên nhân này ấy, khả năng cái ổ cắm này này, cái công tắc này này, nó bị nước vào, nó dẫn đến việc chập 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 cái ổ trong công tắc này. Đấy, thì bây giờ là em đấu trực tiếp điện vào thì là máy chạy nhá, đấu trực tiếp điện vào thì là máy chạy. Đây này, để một giắc âm một giắc dương này, đấu vào nhá. Đấy, đấy, máy chạy rất là khỏe. Đó, ok, thì có nghĩa là con này nó bị làm sao. Thực ra là nó có cái chỗ này khả năng là bị nước dò vào cái công tắc này này. Đấy, thì nó sẽ bị chập chập cái mạch bên trong này. Đấy, mà nó bị chập thì nó ấy không phải được. Đấy, thì bây giờ em sẽ sửa rồi sẽ tháo ra xem là cái công tắc này nó chập như nào. Đấy, nếu như là chập mà nặng quá thì không chỉnh được thì sẽ thay thay công tắc ngoài đó.
chậm nặng quá không chỉnh được thì thay công tắc ngoài các nhá. Năng công tắc này có vấn đề bác này. Đang nước vào nó chập cái bộ công tắc này. Còn máy thì em thử đầu trực tiếp vào nó vẫn chạy bình thường. Đấy, khả năng này công tắc này bị chập rồi. Ok, thì em sẽ thay công tắc khác nha các bác nhá. Ok, con này thì cơ bản là hỏng công tắc rồi, thay công tắc khác là ok. Đó, ok, cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Đấy, thì các bác nào đây, video này là em bảo hành. Đấy, thì bác về mua về dùng nước ấy, nhưng mà chắc là công tắc này bị dính nước thì nó hỏng. Thì em sẽ bảo hành cho bác ý. Ok. Rồi, Suka xin chào các bác nhá.